Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Labis đây. Hi my friend, I'm Labis here. Mọi người biết gì không? Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểu trang điểm khi mặc hanbok để chụp ảnh selfie này. Hoặc là cái make up này có thể áp dụng cho việc đi chụp thẻ căn cước mà gần đây rất là nổi trên mạng, đúng không mọi người? Để chờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đánh kem lót xong, đã hoàn thiện được cái màu da mình hơn. Mình sẽ sử dụng một cái loại kem BB thay vì là sử dụng kem nền, giúp lớp nền của mình sẽ mỏng mượt hơn nữa. Mình thường ngày thì hay dùng kem nền, mình thích hơn. Nhưng mà với cái việc mà chụp ảnh này hay là chỉ cần make up đơn giản thì mọi người không nhất thiết là phải sử dụng kem nền. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người kem BB của The History of Who. Cái này thì tích hợp khả năng làm trắng và chống nắng cho da, thế nên là có thể là nó hơi trắng so với gương mặt của mình một chút. Đồng thời đó là nó có SPF 45 BA+ nữa. Thì sản phẩm này là một sản phẩm hôm nay mình sẽ trải nghiệm trên da nhé. Và điều đặc biệt hơn để mà review cho mọi người thì mình đã sử dụng trước đó những ngày hôm trước rồi. Thì cái kem nền này rất là ok, nó che phủ lỗ chân lông của mình. Thường lỗ chân lông mình rất là to, nhưng mà nó đã lấp đầy được cái volume lỗ chân lông của mình ấy. Về cái thứ hai là độ lâu trôi rất là tốt. Đây mình có thể cho mọi người xem cái video mình quay lúc mà 10 giờ đêm khi mà mình đi cả ngày, nó vẫn rất là lâu trôi trên da mình. Điều thứ ba đó chính là nó chống nước rất là tốt. Mà mọi người muốn chống nước ấy, thì không phải là mọi người cứ gì này đâu, mà mọi người dặm vào ấy thì thấy là nó vẫn ở trên da thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem BB này nhá. Nó là dạng lỏng. Trước tiên là mình sẽ lắc đều lên như thế này, rất là lỏng thôi. Sau đó mình sẽ cho ra tay nhá. Mình đánh thử một lớp mỏng trước cho mọi người xem nhá. Đây, đây là một lớp đầu tiên. Nó mang đến một độ che phủ rất là nhất định trên da. Nếu mà bạn layer nhiều lớp thì nó sẽ có thể tăng độ che phủ hơn. Em này thì sẽ hơi bóng trên da nên là phù hợp cho các bạn nào từ da thường đến da khô nhá. Da hỗn hợp thiên dầu thì vẫn có thể bon che một chút cũng được. Mình sẽ layer lớp thứ hai lên da nhá. Mình rất thích em này ở chỗ là nó cải thiện được nhiều khuyết điểm trên da mình. Về cái thứ hai là nó đã được cải tiến hơn rất nhiều so với các cái kem BB hồi xưa ấy. Thì là độ lâu trôi nó rất là tốt hơn. Hồi xưa mình dùng kem BB của Clé, độ che phủ nó rất là kém mà độ lâu trôi cũng rất là tệ luôn ý. Chỉ có khoảng tầm 2-3 tiếng thôi là nó đã trôi ngay trên mặt mình rồi. Nhưng em này thì hoàn toàn không bị thế. Đó, mình mới đánh nửa thôi để mọi người so sánh nhá. Và mình sẽ làm tương tự bên mặt còn lại. Để thường thì mình có test ấy, thì mình hay làm hai bước, đó là một là đánh với bông mút, hai là sử dụng cọ. Và bây giờ cũng như vậy, mình sẽ sử dụng cọ nữa để tăng độ che phủ cho da nhá. Và cọ mình yêu thích vẫn là cọ EOF này. Đây, cọ này thì nó có cái đầu xếp như này thì sẽ giúp tăng độ che phủ rất là tốt trên da. Mình sẽ lấy một lượng nhỏ thôi. Sau đó mình sẽ đánh lên da nhá. Lúc nào cũng phải là dặm đều mọi người nhé. Đó, nó sẽ giúp làn da mình căng bóng hơn rất là nhiều. Bạn nào thiết kế kiểu căng bóng Hàn Quốc ấy thì hãy em thử nghe em này nhá, cực kỳ căng bóng mọi người nhìn này. Đó, em này đúng chuẩn kiểu make Hàn Quốc luôn ấy. Hôm nay make kiểu hanbok, mình nghĩ sử dụng em này rất là phù hợp. Một lớp nền rất là tự nhiên, rất là bóng người mọi người nhìn này. Mặc dù mình dưỡng ẩm rất ít thôi, không quá nhiều như bình thường, mà nó vẫn mang lại một cái độ bóng nhất định cho da. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng và mình sẽ skip qua bước kem che khuyết điểm này, phấn phủ, và sau đó chúng ta sẽ qua đến đốt lông mày và mắt sau nhá. Mình sẽ không nói trong lúc mình thực hiện các bước đấy nhá. Che khuyết điểm yêu thích của mình, NARS. Mình sử dụng nó nhé. Một lượng vừa phải thôi. Để mà hợp với tổng thể makeup hôm nay thì mình sẽ sử dụng phấn má dạng kem, sau đó lại phủ thêm một lớp phấn má nhạt dạng phấn nữa. Làm như vậy thì lớp phấn má mình sẽ được chuyển đổi màu ửng hồng một cách tự nhiên nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng phấn má kem nhé. Mình sẽ tán bắt đầu từ vùng này.
tạo độ tự nhiên cho gò má. Nhưng hơi kiểu giống kiểu say rượu mọi người. Mình sẽ dùng cái mascara Kiss Me nhưng mà nó hơi khô rồi để chuốt lên, nó sẽ làm giúp vẩy sợi rất là đẹp trên lông mày mình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhá. Đó, rất là đẹp tự nhiên luôn. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người một cái sản phẩm mới của Rom En. Mọi người biết là sản phẩm gì không? Rất là nổi ở trên Insta. Đó chính là bảng mắt Rom En Better Than Palette 02 Mahogany Garden. Rất là đẹp mọi người. Các cái màu sắc của nó ấy được sắp xếp rất là thông minh mọi người này. Nó phản ánh từ nhạt tới đậm, rất là đẹp. Và ở trên là nhũ. Mình rất thích cách sắp xếp như thế này. Nó phân biệt rõ, giống y hệt cái bảng L'Oreal mà mình hay dùng ấy. Mình cực kỳ là thích cái bảng này bởi vì nhỏ gọn, với cả rất là đẹp. Nhũ của em này cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Dùng bảng này rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà mới tập trang điểm. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng màu đầu tiên là màu này nhá. Màu sáng nhất. Makeup handbook hay là makeup đi chụp ảnh, còn là chụp thẻ căn cước chẳng hạn, thì mình không nên nhấn quá nhiều vào mắt, chỉ cần làm sao cho tự nhiên nhất có thể là được. Sẽ dùng tương tự ở dưới mắt nhé. Sau đó mình sẽ sử dụng thêm một chút màu này nhé. Các cái màu sắc của cái bảng này này hầu như là màu nâu rất là đẹp mà nó không có sắc nóng kiểu sắc đỏ nhiều ấy. Thế nên là mắt này, màu này hơi đậm, thế nên là chỉ cần dạng ở trong mắt thôi nhá. Sau đó chỉ cần tán nhẹ ra ngoài một chút. Bây giờ mình muốn nhấn thêm mắt cho nó sâu hơn một chút nữa thì mình sẽ sử dụng thêm một ít cái màu này nhá. Mình nhấn vào phần này thế này. Đó, vùng chữ V. Cắt đi chụp ảnh ấy, thì mọi người hãy cho cái đôi mắt nó cao lên chút, tán hơi xích lên một tí, thì trong cảm giác mặt mình nó có chiều sâu với cả được kiểu lift lên hơn ấy. Mình sử dụng chính màu này nhá. Màu sáng này cho vào vùng đầu mắt. Okay. Bây giờ mình sẽ là điểm chính khi mà mọi người chụp ảnh thẻ căn cước ấy, thì đến này dừng là được rồi. Nhưng mà những ai mà đi chụp ảnh ngoài trời hoặc là muốn đẹp hơn ấy, mình sẽ sử dụng thêm ít nhũ trong cái bảng mắt này nhá. Này, cho mọi người xem, rất là đẹp luôn. Mình sử dụng màu nhũ này trước. Đó, mình sẽ tán lên phần dưới mắt trước nhá. Nhìn lên trên và dặn đều như này. Rất là đẹp với mọi người. Xem tự mình còn lại. Và mình sẽ sử dụng thêm một màu nhũ to hơn, hạt to hơn cho phần dưới mắt nữa nhé. Chỉ cần chú ý thôi. Vậy xong phần mắt rồi. Hôm nay phần makeup mắt mình rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ qua bước kẻ mắt và gắn và chút mascara. Và sau đó chúng ta sẽ đến các bước còn lại nhé. Mình sẽ không nói trong các cái bước này nhá, để cho clip nó được ngắn hơn.
Và bây giờ sau khi mà hoàn thiện xong các bước makeup, mình sẽ baking cho gương mặt. Đây là bước mà mình vô cùng là ưa thích và cũng như là mình hay làm sau khi hoàn thiện các bước makeup khác. Thì mình sẽ trở lại với nền, mình baking nhẹ cho da. Làm như này lớp nền mình rất là giữ chắc, bền mà không bị bóng dầu. Mình sẽ sử dụng cái màu hơi ngả hồng một chút nhá, mix một ít màu san hô và xà đánh lên má. Mình thích nhất là dặm, dặm thì lúc nào nó cũng sẽ lâu trôi hơn. Một chút vùng mũi nhá. Các bạn khi mà đi chụp ảnh thôi ấy, thì không cần đánh má đậm như mình đâu, chỉ cần nhẹ thôi. Nhưng mà khi mà mình chụp ảnh selfie ở trên camera iPhone ấy thì mình sẽ phải đánh đậm hơn một chút, bởi vì nó sẽ không rõ quá lên camera nên là bắt buộc mình sẽ đánh hơi đậm. Rồi, ok. Vậy là gần như chúng ta đã hoàn thành xong các bước rồi. Và bước tiếp theo đó chính là mình sẽ đánh chút highlight cho gương mặt sáng hơn nhá. Phấn mắt của Clio. Đây là cái mà mình rất là thích, nó có màu ngọc trai nhũ vàng rất là đẹp. Đây là phấn mắt nhưng mà mình hay dùng làm highlight. Chỉ cần đánh một ít thôi là rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ chọn ra một màu để phù hợp cho tổng thể ngày hôm nay nhá. Và mình rất thích Ramen là điều là họ luôn tặng những cái này này để mà mình ghi ngày hạn sử dụng ý. Mua người dùng sẽ cảm thấy đỡ mất trí nhớ hơn ý, đúng không mọi người? Mình sẽ sử dụng màu 08 Flower Coral. Hôm nay mình làm móng cũng khá là hợp với thời son đúng không mọi người. Và mình sẽ che cái điểm cho môi nhá. Bây giờ mình sẽ thử cái màu Flower Coral này lên môi nhá. Và bây giờ mình sẽ swatch thêm cho mọi người xem, đó chính là hai màu mình mix lại với nhau. Lớp đầu tiên mình sẽ sử dụng Ramen Citrus Matte Teen màu số 10 và một ít son bóng của Lasting Water Teen màu số 13. Tiếp đó mình sẽ swatch thêm cho mọi người, đó chính là màu mà mình vô cùng là yêu thích, màu này thật sự rất là đẹp, mình hay review comment cho mọi người luôn đấy mọi người. Đây là màu Ramen Citrus Matte Teen màu 09 Marble Red. Đó là sự kết hợp của màu cam này, màu đỏ và một ít đất nữa. Các này rất là đẹp và nó hơi trầm một chút. Nói chung màu này cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Kỳ là thích luôn ấy, mình đánh hàng ngày luôn mọi người. Vậy là mình đã xong hoàn thiện lớp makeup ngày hôm nay rồi. Trông khá là phù hợp đúng không mọi người? Rất là đẹp quá. Mình rất là thích lớp trang điểm này, rất là đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp quá. Màu son cũng rất là đẹp luôn mọi người. Mình không biết là sao ấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi làm lại tóc một chút. Giờ sẽ quay đoạn cuối nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong tất clip sau nhá. Bye bye.